vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Cát Phượng nghẹn ngào tiết lộ chuyện con trai mình bị xa lánh gọi là BD. Điều đau khổ nhất của tôi là những lời nói thị phi nặng nề của người khác, Cát Phượng nghẹn ngào nói. Tối thứ Bảy tuần này, tập 10 chương trình Tôi Tuổi Teen sẽ lên sóng với khách mời là diễn viên Cát Phượng và diễn viên Quang Trung. Tại đây các khách mời đã nghẹn ngào tiết lộ những chuyện của riêng mình. Cát Phượng, điều đau khổ nhất của tôi là những lời nói thị phi nặng nề của người khác. Điều đau khổ nhất của tôi là những lời nói thị phi nặng nề của người khác. Có một lần con trai tôi hỏi mẹ, mẹ ơi con có giống BD không? Tôi hỏi lại, sao con lại hỏi mẹ câu đó? Con trai tôi đáp, con không biết nữa nhưng trong lớp các bạn cứ gọi con là BD. Các bạn nói, do da con trắng quá con không thích đá banh, bóng rổ hay bơi mà chỉ thích vi tính. Con không tham gia bất cứ môn thể thao nào. Tôi hỏi con có buồn không khi bị các con gọi là BD như thế? Hay các bạn có chơi với con không? Thì nó nói, không ai chơi với con nhưng con cũng không buồn và không cần. Trong lớp con không chơi với một ai nhưng con chơi với bạn ở khác lớp. Tôi khuyên con nên biết cơ thể của con đòi hỏi gì ở con và chỉ cần biết bản thân con như thế nào là đủ. Khi con tôi nói bị bạn bè gọi là BD, tôi bảo nó đáp lại ừ có sao không, không việc gì phải rụt mình lại. Quang Trung, tôi bị một đám người đánh hội đồng đến ngất xỉu. Ngày xưa đi học tôi không phải người để ý quan tâm, đối xử công bằng như bạn bè. Lúc nào tôi cũng thấy mình có gì đó khác người, thậm chí có lần tôi bị một người đánh hội đồng đến ngất xỉu trước cổng trường. Tới khi tôi ý thức về bản thân mình nhiều hơn, tôi lại thấy có một chút may mắn khi tôi khác người và người ta không thích tôi. Sau khi vượt qua những việc đó, tôi thấy mọi thứ nhỏ nhặt lắm. Và cuộc đời mình còn nhiều thứ để khám phá hơn là nặng nề về chuyện đó. Ngày xưa gia đình tôi cũng khó khăn nghèo, đi học lại bị bạn bè đối xử tệ bạc. Nhưng trong tâm thức của tôi, chưa bao giờ tôi thấy mình đáng thương hay nghèo khổ. Tôi cảm thấy tôi phải được yêu thương, lúc nào trong lòng tôi cũng thấy mình sáng sủa rực rỡ. Tôi tự thấy mình thông minh, học giỏi, biết tự lo cho bản thân mình, như nấu ăn ngon, tự ủi đồ. Tôi thấy mình đặc biệt vì có những khả năng đó và tự lấy nó làm niềm vui cho chính mình, giúp tôi vượt qua những tháng ngày học trò không mấy vui vẻ đó.